Let's start. Mình sẽ đối với từ có trong tiếng Anh. Có đầu tiên là mình sử dụng từ have. Có thứ hai là sẽ là has. Có thứ ba là have got. Có thứ là has got. Rồi. Khi mà mình dùng những cái từ có này á, thì mình hãy nhớ là đối với là have, has, have got, has got, nó sẽ có riêng cái từ không của nó. Have là có, cho nên thì khi mà mình nói không có của cái từ này, không có của cái từ này thì mình sẽ dùng từ don't have. Has là có, còn mình có cái từ được gọi là không có của cái riêng cái từ has này là doesn't have. Rồi have got là không có, thì hãy nhớ là haven't got. Has got có, không có của has got thì mình sẽ có từ là hasn't got trong tiếng Anh. Ví dụ như là tôi không có cơ hội để mua món đồ này hay như thế nào đó. Yeah. Rồi như vậy thứ nhất là mình đang có cái từ được gọi là cơ hội trong tiếng Anh. Cơ hội. Nói về cơ hội thì các bạn hãy nhớ thứ nhất là từ chance. Thứ hai được gọi là opportunity. Opportunity được gọi là cơ hội. Rồi bây giờ mình cần lập luận với từ chance trong tiếng Anh. Tôi không có cơ hội để đi du học. Ví dụ là như thế. Thì mình đang có cái từ đi du học. Đi du học thì mấy bạn hãy nhớ là đi là go. Học là study. Và ra nước ngoài thì người ta sẽ dùng từ abroad trong tiếng Anh. Go study abroad. Tôi không có cơ hội để đi du học thì Huy rất như thế nào đây Huy? I don't have the chance to go study abroad. Yes, to go study abroad. Rồi tiếp theo mình có thể nói rằng là cô ấy không có cơ hội đi du học tại vì cô ấy không có tiền, ví dụ là như thế. Như vậy khi mà mình hiện tại bây giờ mình đang muốn dùng là từ have và từ has nha các bạn, hãy nhớ là hiện tại mình đang muốn dùng từ have và từ has chứ không phải là từ khác đâu. Have hoặc là has, như vậy nhớ nhé, màu xanh này. Cô ấy không có cơ hội đi du học tại vì cô ấy không có tiền, thì mình rap như thế nào đây bạn Nam? She doesn't have a chance to go to study abroad because she hasn't got money. No, bây giờ mình đang muốn dùng từ gì đây? Mình đang muốn dùng là từ không của have. Doesn't have because she doesn't have money. Yeah, because she doesn't have money. Money không đến được, không phải mình đừng có dùng nhé. She doesn't have money. Yeah. Rồi tiếp theo, tôi có cơ hội để học hai ngôn ngữ khi tôi còn nhỏ. Như vậy mình đã có cái từ khi là từ thứ nhất, thứ hai là còn nhỏ trong tiếng Anh. Còn nhỏ thì người ta nói thẳng ra là a little boy, okay, a little boy, or a little girl, or a little girl. Như vậy ở đây khi tôi còn nhỏ thì mình rap như thế nào đây bạn Phúc Hoàng? Hello Phúc, em rap như thế nào đây khi tôi còn nhỏ? Có vẻ như bên bạn Phúc như thế nào? Cái micro của bạn ấy lại không hoạt động rồi. Ok, bước tiến rap dùng cho Phúc đi. Khi tôi còn nhỏ tôi có cơ hội để học hai ngôn ngữ. Cơ hội trong tiếng Anh thì mình đang thực hành với từ chance trong tiếng Anh. Và ngôn ngữ trong tiếng Anh, mình sẽ có cái từ ngôn ngữ trong tiếng Anh. Thì ngôn ngữ thì mình sẽ dùng từ language. Như vậy khi tôi còn nhỏ, tôi có cơ hội học hai ngôn ngữ thì quốc tiếng rap như thế nào đây? When I a little boy, I have trained to study two language. Yes, I have a chance to study two languages. Và trong tiếng Anh thì các bạn hãy nhớ khi mà mình nói hoặc là mình viết
thì có hai dạng, only two kinds. Dạng thứ nhất, the first kind là saying, là câu nói. Dạng thứ hai là the second kind là sentence, là câu viết. Như vậy khi nói và khi viết thì mình hãy nhớ là chỉ có một quy tắc duy nhất thôi. Trong câu có hành động là action verb thì xài action verb. Trong câu không có hành động thì mình phải có am, is, are. Như vậy cái câu mà phía trước khi tôi còn nhỏ là đây. When I a little boy, no, cái cụm này nó không có động từ là hành động, nên sau đó mình phải dùng am, is, are. When I am a little boy, I have a chance to study two languages. Rồi tiếp theo mình có thể nói rằng là khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy không có cơ hội học và học tiếng Anh, thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây bạn Đức Đỗ? Hello Đức. And đâu rồi? Ở Đức này luôn luôn đi sau thời đại nha. Ok Dương, bạn Dương rap cho bạn Đức Đỗ đi. Khi tôi còn nhỏ, khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy không có cơ hội để học tiếng Anh, thì Dương rap như thế nào đây? When he is a little boy, he haven't a chance to study English. Mình không có từ haven nha, cô ơi, không có từ haven đâu. Trong tiếng Anh, have got thì phải xài haven got. Has got thì phải xài hasn't got, cả hai chữ như thế này. Còn nếu xài từ has thì cái từ không có của từ has là doesn't have. Nếu xài từ thì cái từ không có của have là don't have trong tiếng Anh. Như vậy khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy không có cơ hội để học tiếng Anh thì mình rap như thế nào để Dương? When he is a little boy, he doesn't have a chance to study English. He doesn't have a chance to study, to study English. Rồi, tiếp theo, khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy có cơ hội để đi du học, thì mình rap như thế nào đây, Tấn Phát? When she is a little girl. Yeah, when she is a little girl. She has a chance to study, go study abroad. Yes, she has a chance to go study abroad. Abroad. Yes, okay. Rồi bây giờ mình đã hoàn tất thực hành xong cái từ là chance và bây giờ bắt đầu mình qua cái từ thứ hai là từ opportunity. Opportunity đây được cũng được gọi là cơ hội. Và từ này nó đọc nghe hay hơn tại vì nó dài hơn một chút xíu. Opportunity, đây là cơ hội. Opportunity, tôi không có cơ hội, nhưng mà tôi không có cơ hội để gặp bạn trong năm này. Đối với cái từ năm, đối với cái từ này á, mà nó đi chung với cái thời gian á, thì mấy bạn hãy nhớ là không bao giờ dùng in, on, at trước cái từ này mà đi chung với thời gian cả. Rồi như vậy ở đây năm này, vào năm này thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh để Tấn Phát? This year. Yes, very good. Không dùng in this year, very good. Rồi tiếp theo mình có thể nói rằng là vào mùa này, ví dụ như mùa xuân, mùa đông, mùa hạ gì đó, thì mình rap như thế nào đây Thanh Huy? In this season. Nhà không dùng in, tại vì từ vào mùa này mà có cái chữ này, trước cái chữ này không bao giờ dùng in on at, hãy nhớ. This season. Rồi ví dụ như là vào mùa đông thì tôi đi ra ngoài, tôi làm gọi là ông già tuyết. Rồi vào mùa xuân thì mình đi thăm mọi người và uống cà phê này nọ. Vào mùa hè thì mình đi du lịch. Rồi vào mùa thu thì mình phải chăm chỉ làm việc. Như vậy vào mùa đông thì mấy bạn hãy nhớ là cái gì mà nói vào mùa nó không có chữ này á thì mình sẽ đi chung với chữ in the trong tiếng Anh. Như vậy Quốc Tiến rap dùm teacher với vào mùa đông thì Quốc Tiến rap như thế nào đây? In the winter. Vào mùa xuân thì Huy và Nam Tấn Phát còn nhớ từ vào mùa xuân là gì không?
spring. Spring. Springtime. Yes, in the spring. In the spring. Yes. Yeah. Và mùa hè thì mình còn nhớ từ từ không các bạn? In the summer. Yes, in the summer. Rồi tiếp theo vào mùa thu thì mấy bạn còn nhớ từ gì không? In the autumn. Yes, in the autumn. Nhưng mà mình không đọc là autumn, mà phải đọc là the autumn. In the autumn. In the autumn. In the autumn. Ở đây, mình có thể nói rằng là vào mùa đông, tôi có cơ hội làm ông già tuyết ở ngoài. Như vậy ở đây mình có cái từ để gọi là ông già tuyết. Ông già tuyết thì mình sẽ gọi là snowman. Như vậy vào mùa đông tôi có cơ hội làm ông già tuyết ở ngoài. Thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây bạn quốc tế? In the winter, I can do snowman. Yeah, I can do snowman. No, mình làm cái gì đó, mình sáng tạo một cái gì đó, mình phát minh một cái gì đó thì mình phải dùng từ gì vậy các bạn? It's not the word do. We have to use another word. That is create. Make, very good, or create, very good. In the winter, I can make a snowman. In the winter, I can create a snowman. Và ở ngoài thì mấy bạn sẽ nhớ đến từ outside. Rồi, tiếp theo. Vào mùa đông, tôi có cơ hội chơi với ông già tuyết. Thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh đây, bạn Na? Trường thân Na? In the winter, I have an opportunity. Yes. Play with a snowman. Yeah, play with a snowman. Okay. Snowman. So what is wrong? Thank you so much. What is wrong in this sentence? Do you see the mistake in this sentence, guys? What is wrong in this sentence? Something is wrong in this sentence. Something is missing out. What is wrong, guys? Do you see the mistake? Mấy bạn có thấy được cái lỗi trong câu này không? Thứ nhất là mình đã có động từ rồi, cái action verb đầu tiên là have. Và khi mà mình muốn diễn tả cái action verb thứ hai thì trước cái action verb thứ hai mình phải sử dụng từ to. To. Yeah, to play. Yes, very good. To play with the snowman. To play with the snowman. Rồi ngoài ông già tuyết ra thì người ta hay gọi là những cái gọi là bong bóng tuyết thì người ta hay gọi là a snowball. Rồi tôi có vào mùa đông cô ấy có cơ hội tạo ra nhiều bong bóng tuyết ở ngoài thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đi bạn Dương Ngôn? In the winter, she has a chance to make a snowball. Yeah, to make a snowball. So what is wrong in her sentence right here? Một cái bong bóng tuyết mà bây giờ trong cái câu nói của mình là cô ấy có cơ hội làm nhiều cái bong bóng tuyết. So how can you fix this sentence, guys? How can you fix this sentence? She had a chance to make the snowball. Yeah. Okay. No. But you need to have one more thing at the end of the word ball, that is S. So in the winter, she has a chance to make snowballs. So right here, bây giờ bắt đầu mình sẽ có là bong bóng tuyết, snowball. Rồi ở đây thì hồi nãy giờ mình sử dụng cái từ có là từ have và has. Hãy nhớ have là có, không có của cái chữ have này là don't have. Has là dùng cho he, she, không có của nó là doesn't have. Have got là hai chữ. Thì người ta không thích xài một chữ have, người ta xài phải đọc kỹ và nhớ đọc cả hai chữ là have got. Không có của have got là haven't got. Has got, or we have the word like hasn't got. Rồi bây giờ mấy bạn nhớ nhé, bây giờ mình đang thực hành giữa cái từ haven't got hoặc là hasn't got. Have got, has got, không dùng have, has trong tiếng Anh nữa.
Ok, vào mùa đông anh ấy có cơ hội đi ra ngoài chơi với tuyết thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh đi bạn Trương Bảo? Cơ hội hãy nhớ opportunity. Vào mùa đông anh ấy có cơ hội đi ra ngoài chơi với tuyết. He have a chance. In the gì? Nói cho rõ ràng chứ đừng có nuốt chữ. Winter. Rồi nói đi, nói một câu cho rõ ràng đầy đủ chữ, đầy đủ từ vựng nhé. Vào mùa đông thì cái cụm đầu tiên nói như thế nào? In the winter. Anh ấy có cơ hội đi ra ngoài nói như thế nào trong tiếng Anh? He có cơ hội đi ra ngoài. Cái từ có mình đang muốn sử dụng là từ có hai chữ have got hoặc là has got. Như vậy anh ấy có cơ hội đi ra ngoài. Cái từ cơ hội đọc như thế nào đây ạ? Chừng lẹ đi. Opportunity. Nhìn như thế nào đọc như thế đó? Opportunity. Opportunity. Rồi vào mùa đông anh ấy có cơ hội thì ráp như thế nào? Khẩn trương nào? Nhanh gọn lẹ. In the winter, he have opportunity. Sai rồi, mình không có muốn dùng từ có một chữ mà mình đang muốn dùng từ có hai chữ. Có hai chữ là từ gì cho đọc lên xem nào. Have got. Hoặc là cái gì nữa? Have got. Đọc như thế là chỉ có một, chỉ nghe được cái chữ have got thôi. Đọc lại đi. Có mà hai chữ nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là gì? Chân. Have got. Còn dạng thứ hai là gì dành cho he shit? Have got. Rồi như vậy vào mùa đông anh ấy có cơ hội để đi ra ngoài thì nói như thế nào đây Trần? He has got opportunity. Yeah, để đi ra ngoài là gì? Đi ra ngoài là gì? Go out play. Go out hay là go to? Đi ra ngoài. Go out. Đi ra ngoài và chơi với tuyết thì nói như thế nào? Go out play with snow. Đi ra ngoài và chơi với tuyết giữa các hành động với nhau phải bắt nhau ra bằng chữ and. Thì nói như thế nào Trần? Đi ra ngoài và chơi với tuyết. Go out and play with snow. Trong câu này còn cái gì sai nữa không các bạn? What is wrong in the sentence? What is wrong? Can you fix the sentence for me? Yeah. Girls. No. Đây là chủ ngữ là anh ấy có cơ hội là mình đã nói rằng là anh ấy đứng ở đầu rồi. Thì cái từ nào mà đứng ngay sát anh ấy á thì mới chia thôi. Còn lại có cơ hội để làm gì? Có cơ hội để đi ra ngoài. Cái từ đi ra ngoài này nó nói là mình có cơ hội để đi ra ngoài. Nó liên quan đến cái từ cơ hội. Sau đó thì trong tiếng Anh cái động từ thứ nhất xuất hiện thì những cái động từ phía sau là phải có to. Như vậy là to go out and play with snow. Please remember. Rồi ở đây vào mùa đông anh ấy không có cơ hội để đi ra ngoài. Anh ấy không có cơ hội chơi với tuyết tại vì anh ấy có quá nhiều bài tập. Thì ở đây mình đang muốn dùng từ có hai chữ. Thì cái cụm ở phía trước vào mùa đông anh ấy không có cơ hội chơi với tuyết thì mình ráp như thế nào đây Tấn Phát? In the winter, he hasn't got an opportunity to play with snow. Yeah, an opportunity, opportunity to play with snow. Tại vì anh ấy có nhiều bài tập thì ở đây. Cái từ nhiều trong tiếng Anh là từ a lot of hoặc là từ lots of. Còn mà từ quá nhiều, nó có cái từ quá một cái là mấy bạn hãy dùng từ too. Too many, so many sẽ là danh từ đếm được. Là mình đếm được một cái, hai cái đấy. Còn quá nhiều thì mình đang có từ too much. Và so too much thì mình sẽ dùng danh từ không đếm được. Không đếm được thì thứ nhất nhớ nhé. Mình sẽ nói về tiền là money. Thứ hai là nói về nhiên liệu là xăng, là fuel. Thứ ba là nói về cái gì mà cân bằng kg, đường, đồ đó. Như vậy ở đây,
không đếm được. Rồi thứ tư thì mình nói về kiến thức là từ knowledge là không đếm được mà. Rồi thứ năm mình đang nói về thời gian là time. Rồi cuối cùng thì người ta sẽ sử dụng từ homework là danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Hãy nhớ và học thuộc. Rồi ở đây thì là anh ấy có quá nhiều bài tập, anh ấy và mùa đông anh ấy có quá nhiều bài tập để làm. Thì mình đáp như thế nào trong tiếng Anh đây bạn Thiên? Thiên. Và mùa đông anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thiên nói như thế nào đây? Không nhìn cái chữ sao mà không đọc được window cũng hay thiệt luôn á. Đọc lại cái chữ đó đi Thiên. In the window. Nhìn đi. Nhìn cho rõ vào. Chữ này đọc như thế nào? Đọc lại đi Thiên. Window. Window hả? Nhìn cái chữ này đi. Cái này là chữ tờ hay là chữ đờ vậy Thi? Winter. Vâng. Đừng có thấy mà như không thấy hoặc là giả nọ nhá. Hello. Vào mùa đông anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thi nói như thế nào? Dạ rồi, có đi. In the winter he have a lot of homework. Mình đang muốn dùng chữ có hai chữ ạ. Chữ có hai chữ là có bao nhiêu dạng Huy? Có bao nhiêu dạng là Thiên? Có hai chữ ấy. Có hai chữ thì mình có bao nhiêu dạng đây nè? Có hai dạng. Vâng. Dạng thứ nhất have got dùng với những cái ngôi gì? I, will, you, they hay là he, she, it? Dạng thứ nhất có thấy cái chữ have got không? Have got là dùng với những cái ngôi gì? Have got. I will you đây. Còn dạng thứ hai has got dùng với những cái gì? He said. Biết mà như không biết. Trong mùa đông. Và mùa đông anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thiên đáp như thế nào? Anh ấy có bài tập. Have got. Quá nhiều bài tập. Bài tập là danh từ không đếm được nha. A lot of homework. Quá nhiều chứ không phải là đơn giản là nhiều. Hồi nãy có nghe giảng không vậy? Nhiều là chữ này. Quá nhiều là hai chữ này. Như vậy bây giờ quá nhiều, anh ấy có quá nhiều bài tập thì mình nói như thế nào? Bài tập là danh từ không đếm được thì mình chọn từ gì vậy Thi? Quá nhiều bài tập thì bài tập không đếm được thì mình chọn từ gì vậy Thi? Trời ơi trời, sao bị cái gì vậy Thi? Khổ quá vậy. Quá nhiều là mình có hai chữ ạ. Từ too many với từ too much. Cái gì không đếm được á thì phải dùng từ quá nhiều là từ too much. Còn cái gì đếm được là sẽ dùng từ too many. Vậy xin hỏi, sắp đến được không ạ? Cuốn sắp đến được không ạ? Sắp đến được không vậy Thiên? Dạ được. Một lần nữa là đi ra khỏi lớp dùng một cái đi. Đừng có để cho người khác mất thời gian vì mình nữa. Đầu óc có vấn đề hay sao nhỉ? Còn mà sắp mà số nhiều thì đọc như thế nào ạ? Book. Book. Trời ơi. Nhảy vào. Chơi game giỏi lắm mà. Nói chuyện ra lanh miệng lắm mà. Pencil là bút chì đếm được không ạ? Được.
Được. Rồi bây giờ làm ơn đi. Nhớ nha. Danh từ không đếm được là tiền, xăng, cái gì mà cân bằng ký. Nhớ luôn đi, học thuộc đi, khổ suy nghĩ cho nó đỡ khổ. Trước tiên là như vậy đi đây. Đường là mình đang có cái từ là sugar trong tiếng Anh. Cứ nhớ đường là không đếm được. Như vậy quá nhiều đường thì hãy dùng từ too much trong tiếng Anh. Rồi, muối là mình sẽ có từ salt trong tiếng Anh. Cái gì mà quá nhiều muối thì hãy dùng từ too much trong tiếng Anh. Kiến thức là người ta không đếm được. Không qua đếm một cái kiến thức, hai cái kiến thức cả. Thời gian là cái chữ time. Time, T, Y ngắn, M, E. Được xem như là không đếm được. Bài tập, cái chữ homework được xem như là không đếm được. Như vậy bây giờ quá nhiều bài tập thì mình chọn từ too many hay là too much phải thêm. Too much. Nhưng mà vào mùa xuân anh ấy có quá nhiều bài tập thì mình nói như thế nào ạ? Nói như thế nào Thiên? Vào mùa xuân anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thiên nói như thế nào Thiên? In the Trời ơi, ông mới nói đây nè, ông bị cái gì vậy? Anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thiên nói như thế nào Thiên? Giờ rap từng khúc đi, khúc dễ nhất là anh ấy có quá nhiều bài tập thì Thiên rap như thế nào? He has homework. Quá nhiều bài tập Thiên ơi. He has got too much homework. Cảm ơn nhiều. He has got too much homework. Làm ơn nhớ dùm ấy. Chữ ờ với chữ ẩn á có nghĩa là một cái. Và cái chữ một, cái con số một này nó không bao giờ mà đi chung với danh từ không đếm được. Nó chỉ đi chung với danh từ đếm được trong tiếng Anh thôi ạ. Ờ hoặc là ẩn. Như vậy ở đây anh ấy có quá nhiều bài tập. He has got too much homework. Trời ơi là trời. Rồi anh ấy có một cuốn sách. Anh ấy có một cuốn sách thì Thiên rap như thế nào đi Thiên? He has a book. Heo hả? He has got a book. Cái miệng thì đọc lúc nào cũng cố tình đọc cho sai là vớ va vớ vẩn vậy. He has got a book. Has got biết cách đọc mà cố tình đọc thành cái con heo là như thế nào? Phải nhận thức ra chứ. Bì vù. He has got a book. Ây da ơi. Và trong tiếng Anh mình sẽ có từ một ít. Một ít là a little. A little sẽ cộng cho danh từ không đếm được. Cái thứ hai mình cũng là một ít. Một ít là a few. A few sẽ cộng cho danh từ số nhiều. Nghĩa là một ít. Nhưng khi chia ngữ pháp thì nó phải là như vậy. Rồi như vậy ở đây mình có thể nói là một ít tiền. Một ít tiền thì theo chân tiền đếm được hay không về chân? No. Tiền đếm được hay không chân? Dạ không. Như vậy bây giờ như thế nào? Một ít tiền thì mình ráp với cái từ chữ gì cho nó đúng? A little too much. Bị cái gì vậy cô nương? A little mà còn too much nữa. Một ít tiền mà tự nhiên một ít quá nhiều tiền là gì? A little money. Hết chút nha mấy bạn. Chịu hết nỗi rồi. Một chút nữa mà ai mà đọc mà vớ vao vẫn sai á. Thích chờ kick out ra khỏi phòng cho nó khỏe nhá. Không vui nữa đâu. Nhìn cho kỹ vào. Trả lời sai mà không có hiểu biết á, thì còn chấp nhận trả lời sai mà có hiểu biết á,
mà bị mất trí nhớ tạm thời đó thì kick ra khỏi phòng cho nó khỏe, bớt nhìn mặt nhau. A little money, a little money. A few là dùng cho danh từ, số nhiều có nghĩa là nó đếm được và bắt buộc nó phải có s ở phía sau thì nó mới sử dụng được trong tiếng Anh. Rồi như vậy ở đây một ít kiến thức thì hồi nãy mình vừa mới học cái chữ kiến thức là danh từ không đếm được thì mình ráp với chữ gì đây bạn Dương Ngô? A little hay là a few? Một ít kiến thức. A little. Dạ, đọc nguyên một câu đi Dương Ngô. A little knowledge. A little knowledge. A little. A little knowledge. A little knowledge. Một ít kiến thức trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái từ được gọi là thời gian. Thời gian là hồi nãy vừa mới học là không đếm được. Như vậy một ít thời gian thì bạn Nam rap như thế nào? A little time. A little time. A little time. Rồi mình hồi nãy mình vừa mới học cái từ cơ hội trong tiếng Anh. Cơ hội được gọi là opportunity. Cơ hội thì đếm được. Cơ hội đếm được. Người ta cho mình một cơ hội hay là hai cơ hội thì nó là danh từ đếm được. Do vậy một ít cơ hội thì mình ráp với từ gì đây bạn Hình Tuấn Phát? Dạ, a few. A few gì Phát? A few opportunity. Yeah. A few opportunity. Và hãy nhớ sau a few thì danh từ số nhiều thì mình đọc như thế nào cho đúng vậy Phát? A few opportunities. Yeah, a few opportunities. Rồi, tiếp theo. Đây được gọi là một ít cơ hội. Mình nói rằng là mình có một mình có một ít bánh kẹo. Thì bánh kẹo trong tiếng Anh thì người ta sẽ có một từ duy nhất thôi. Nói về kẹo thì mình sẽ có từ candy. Nói về bánh thì người ta sẽ có từ cookies. Cookies. Thì hai từ này là danh từ đếm được trong tiếng Anh. Hãy nhớ nhé. Rồi như vậy một ít kẹo thì Thiên ráp với từ gì Thiên? Bình tĩnh mà đọc nha Thiên. Ba nốt nhạc khổ quá đi rồi. Một ít kẹo. A little candy. Kẹo đếm được Thiên ơi. Một cục kẹo, hai cục kẹo, ba cục kẹo. Nên trở về tuổi thơ đi. Kẹo đếm được thì mình ráp như thế nào Thiên? Một ít kẹo. Muốn nói là a little candy. Nhìn cho kỹ vào a little dùng cho danh từ gì vậy Thiên? Đọc lên đi. Cái gì thấy trước mắt vậy Thiên? A little, a little of candy. Sai, đang hỏi ông ơi. A little dùng cho danh từ từ gì vậy Thiên? Danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được? Danh từ không đếm được. A few dùng cho danh từ gì vậy Thiên? Danh từ đếm được. Candy có đếm được không ạ? Không. Vậy chứ mình ăn kẹo là mình bỏ mình mua theo ký á, xong rồi mình lọc hết tất cả các cục kẹo trong cái bọc đó, xong rồi mình dồn vô cái miệng của mình rồi mình ăn nó giống như cái con quái vật mà nó nuốt cái mấy gọi là một ký kẹo vô miệng à. Kẹo ăn từng cục hay là kẹo ăn theo ký vậy Thiên? A few of candy. Thiên thấy á, cái chữ a few nó có cái chữ ở phía sau không Thiên? Nó có cái từ off ở phía sau chữ a few không? Có hay là không? Không. Vậy tại sao thì mà đọc là a few of candies? A few candies. Vâng. Suy nghĩ vào. Nghĩ sao mà candies mà nói không đếm được. Candy mà ăn theo ký á, là chắc là mình cũng trở thành quái vật với người hành tinh rồi. Vì vù. Chả hiểu như thế nào. Bánh là theo Thiên á, bánh quy là ăn theo ký hay là ăn từng cái thì đếm được hay là không đếm được? Từng cái. Đúng. Đếm được hay là không đếm được?
Đếm được. Người bình thường không thích làm, thích làm người hành tinh không? Tu luyện chắc là cao cả lắm rồi. Như vậy một ít bánh quy thì mình ráp như thế nào đây Thi? Một ít bánh quy là...